khủng khiếp khi chúng ta nhìn thấy những cảnh như thế này, phải không cả nhà? Chập điện do mưa bão kìa, sẹt sẹt chát chát nó nổ kìa, bão trong bão. Bão nhiệt đới Camrey mạnh lên thành siêu bão. Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cho biết bão nhiệt đới Camrey đã mạnh lên thành siêu bão, gió lớn và gió mạnh tại nhiều khu vực phía bắc nước này. Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines đã xác định siêu bão Camrey đang di chuyển chậm ở khu vực cách tỉnh Cagayan của nước này 350 km về phía đông, với sức gió lên tới 185 km/h và giật đến 230 km/h. Nhiều khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do bão Trami, bao gồm cả vùng Bicol, đều nằm trong quỹ đạo của siêu bão Camrey. Siêu bão này cũng đe dọa tỉnh Batanes ở mỏm cực bắc của Philippines. Siêu bão Camrey sẽ ở vị trí gần nhất với tỉnh Batanes trong thời gian từ tối 30 đến sáng 31 tháng 10, với cường độ ở gần hoặc đạt mức cao nhất. Camrey, cơn bão thứ 12 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, dự kiến sẽ di chuyển khỏi nước này vào tối 31 tháng 10 hoặc sáng sớm 1 tháng 11 tới. Có thể nói cơn bão Camrey đổ bộ vào trong miền Trung Việt Nam của chúng ta gây thiệt hại rất nhiều về người và tài sản, và trong đó hiện tại nước cũng còn đang dâng rất là cao, và các đoàn cứu trợ cũng như các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đang hướng về đây để cứu trợ miền Trung lũ lụt Quảng Ngãi, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và một số tỉnh thành khác nữa. Thì cả nhà hãy nhìn xem, bà con ra nhận quà rất là vui và phấn khởi. Cơn bão Camrey, những sự tàn phá nặng nề của nó vừa qua đã làm rất nhiều đau khổ cho người dân, và cơn bão đó chưa khắc phục xong thì lại tiếp tục một cơn bão nữa, bão trong bão, cơn bão Camrey, một trong những cơn bão có thể nói là dự đoán và nói rằng là mạnh nhất ở Đài Loan và đang đổ bộ vào nơi này. Cơn bão đó ra sao và như thế nào thì mời cả nhà hãy xem hết video sẽ biết rõ thêm thông tin về cơn bão, và cũng như biết rõ hơn về nước của chúng ta bị lũ lụt như thế nào nha cả nhà nha. Thì Hoài Thương chia sẻ những thức phim video như thế này gửi đến cả nhà chúng ta cùng xem. Ông bà cô bác anh chị em xem video thấy đủ, Hoài Thương chia sẻ hữu ích ý nghĩa, mời cả nhà tặng cho Hoài Thương một like, một đăng ký kênh. Đó cũng là một nguồn động lực tinh thần cho đủ Hoài Thương chia sẻ video tiếp theo cho cả nhà chúng ta cùng xem. Rất cảm ơn cả nhà. Đây là cái cửa cuốn của một cái căn nhà đó cô chú anh chị, mà cơn bão đi qua gió thổi dông lốc mà nó quật quật cái đó, cái nhà mình thấy ghê không? Đây những đoàn cứu trợ đến đây để phát và cứu trợ hỗ trợ cho bà con lũ lụt miền Trung nha cả nhà. Đâu ba người ba nhà thì ba chút không ba, thành nữa. À thành nha. Đây là ba người ba nhà. Nhà ba ba chút nhé. Ba nhà. Ba nhà nha. Ba nhà đây, nhà này hai. Chúc ba sức khỏe nha ba nhá. Ba chúc tất cả nha. Ba chúc tất cả nha. Mà ba cảm ơn tất cả nhà đã có nhiệt tình đến với ba nhá. Ba chỉ thích được cái áo phao ba bơm quá tí chết đuối. Ba muốn để con lấy cho ba áo phao. Đâu là tên nhé, Tuấn luôn cả nhà. Tuấn đây nha. Tuấn đó. Ở đây là hôm nay ngày 31 tháng 10 thì khu vực gọi là Lệ Thủy, nước ngập rất là nhiều như cô chú anh chị, quá khứ luôn. Khu vực này ở trong kia ngập dữ lắm luôn cả nhà, rất là nhiều nơi ngập sâu. Đây là Kiến Giang đó, cả nhà coi là Kiến Giang, khu vực này nước lên cũng rất là cao luôn đó cô chú anh chị. Hiện tại thì các đoàn cứu trợ, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, tình nguyện viên đang đến những cái nơi này để phát quà cứu trợ và cứu giúp người dân ở đây đây đó cô chú anh chị.
Đây là gia đình có người mất, hôm nay thì cũng rất là tiếc thương cả nhà. Và đến nhận quà từ thiện cứu trợ ở Huế, một số nơi khác nước lũ lên rất là cao, có nên lên đến gần 2 mét luôn cô chú anh chị. Xót thương Quảng Bình, cảm ơn những tấm lòng vàng của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã cùng chung tay chia sẻ những phần quà yêu thương đến bà con vùng lũ miền Trung nè. Nhiều căn nhà chìm trong biển nước như thế này đây cô chú anh chị. Mênh mông tất cả đều là biển nước phải không cả nhà? Nhìn những cảnh này thật là thương khi thấy người dân ra nhận quà cứu trợ. Bây giờ phải lội vào trong nhà rồi cô chú anh chị. Sơn Thủy, Lệ Thủy, nhiều huyện, xã, tỉnh thành đều bị chìm trong biển nước như thế này, những nơi lên đến hàng mét. Đây là ngôi nhà người ta mà nước ngập lên tới cái này nè cô chú anh chị. Cái nhà nhìn xem là mênh mông xung quanh đều là nước mà thôi phải không cả nhà. Miền Trung hầu như là năm nào cũng phải chịu về cái đợt lũ lụt hết trơn đó cô chú anh chị. Bơi vào nhà luôn cả nhà ơi, nước ngập cá bơi vào nhà luôn đây nè. Khu vực này nhiều ngôi nhà bị cô lập lắm luôn rồi cả nhà. Những căn nhà ngập muốn tới nóc nhà luôn rồi cô chú anh chị, thấy ngập đó là rất là khủng khiếp, cô lập luôn rồi. Và video sau thì Hoài Thư sẽ cố gắng cập nhật cơn bão số 7 và cũng như thông tin về bão lũ lụt miền Trung như thế nào và ra sao cho cả nhà chúng ta cùng xem. Cả nhà nhớ đón xem video sau để mà biết rõ hơn nữa thông tin về cơn bão nha cô chú anh chị nha. Còn đây thì cả nhà coi là nước ngập mà trong nhà người ta như thế này đây. Thank you.
lăng cô ở nơi đây thì cả nhà coi là sóng to, gió lớn và cũng như là nước biển hay là nước này kia rất là khủng khiếp luôn đó cô chú anh chị. Mọi người ơi, mọi người.